Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, trong đợt cao điểm từ 15 tháng 4 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.850 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4 tỷ đồng, tạm giữ 350 phương tiện, tước 120 giấy phép lái xe. Thông qua chuyên đề xử lý vi phạm quá tải trọng đã xử lý 300 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, đã phát hiện xử lý 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 700 triệu đồng. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng, vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Thực hiện việc chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về công tác tăng cường, đảm bảo an toàn giao thông, đường bộ, đường thủy, nhất là thời điểm mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông sông nước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hành khách trên sông, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão, qua đó lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy đã tăng cường tuyên truyền và kiểm soát việc chấp hành quy định của các phương tiện kinh doanh đường thủy, các bến khách qua sông, thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp để phát hiện và xử lý vi phạm về vận tải hành khách, hàng hóa. Qua đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy đã xử lý trên 100 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 700 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa, chở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn, bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy, vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ. Để xử lý nghiêm các vi phạm về vận tải thủy, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm quy định về chở quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện, kết hợp với xử lý hàng hóa không hóa đơn, rà soát các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, bến tập kết hàng hóa vượt quá quy định, đồng thời lập danh sách và thông báo rõ trách nhiệm của cơ quan địa phương khi để cảng bến thủy không phép hoạt động. Trong đợt cao điểm, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát ở các cái tuyến địa bàn mà thường diễn ra những cái hoạt động quá khổ quá tải trên tuyến đường thủy, thì chúng tôi cũng tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý những cái phương tiện chở hàng mà quá cái dấu vạch mớ nước an toàn, thế và những cái phương tiện chở hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 bến khách ngang sông, trên 56 đơn vị kinh doanh bến bãi kinh doanh vật liệu, cầu cảng bốc xếp hàng hóa. Riêng đối với các phương tiện cảng bến thủy chưa đáp ứng điều kiện về an toàn thì kiên quyết đình chỉ không cho hoạt động, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách ngang sông để phục vụ nhân dân đi lại an toàn. Do đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các chủ bến, người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Tình huống giao thông khi trời đang mưa, xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy trước cùng chiều song song với xe ben. Bất ngờ, xe máy chuyển hướng qua trái khi đến gần điểm mở giải phân cách mà thiếu chú ý quan sát. Xe máy cắt ngang trước đầu xe ben một cách đột ngột nên va chạm đã xảy ra. Xe ben đâm xe máy văng ra, người lái xe máy và xe máy trượt dài trên đường. Do đường trơn nên khi phanh gấp, xe ben bị quay ngược đầu. Rất may sau đó người đàn ông chỉ bị xây sát nhẹ. Trong trường hợp này, người điều khiển xe máy muốn sang đường phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chủ động nhường đường và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được dừng lại tại đây. Kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau.